Alo, xin đi đòn. Xin chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 6 2021. Xin đi đang đứng ở bến Hàm Tử, này là đại lộ Võ Văn Kiệt. Phía trước mặt anh chị đó là cầu Chữ Y. Cầu Chữ Y thì nối giữa quận nhất, quận 5 với lại quận 8. Và khi mà đứng đây thì anh chị thấy đường phố hàng ngày thì rất là đông, nhưng mà bữa nay là một cái không khí ảm đạm bao trùm. Với cung đường ngày hôm nay thì Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ nhìn không khí thông qua một vài nơi, đó là đi ngang qua bệnh viện Chợ Quán, đi con đường Nhiêu Tâm ở chợ Hòa Bình, rồi An Bình và Nguyễn Hoàng, hay là Trần Phú để về ngã sáu hôm qua. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm Sài Gòn anh chị. Và hiện tại thì có những cái thông tin cũng rất là buồn. Bệnh viện Chợ Quán nay là bệnh viện nhiệt đới, nhà thương Chợ Quán đã nhịn mưa rồi. Mới phát hiện 22 ca của khối văn phòng và cái nhóm IT, chứ y bác sĩ thì không bị anh gì. 22 ca hôm qua thì là một ngày 24 giờ với cái ca lây nhiễm là 117 ca, cao nhất từ xưa đến nay của Sài Gòn. Trời mưa rồi anh chị, xin đi đứng đây mặc áo mưa vào anh chị ha. Xin lỗi anh chị, mấy mùa hôm nay mưa là phải mặc áo mưa chứ không là nguy hiểm, giữ sức khỏe, giữ ấm. Sài Gòn lúc này lúc kia anh chị, lúc nắng lúc mưa, mưa này mưa cơn thôi. Đã buồn rồi mưa thì nó càng buồn hơn nữa. Mưa to. Một số người thì ngừng xe lại mặc áo mưa. Rồi mời anh chị đi tiếp nha. Cầu Chữ Y nè anh chị. Cũng không biết gì hơn anh chị. Chỉ biết quay thôi, đó người ta ngừng lại mặc áo mưa ở dưới nhà cầu. Đây con đường bến Hàm Tử năm xưa nè anh chị. Nhà nhà thì nghỉ kinh doanh, đóng cửa hết rồi. Mấy hôm nay thì cứ những cái từ lặp đi lặp lại, rào chắn phong tỏ, đóng cửa, cũng không muốn hoang mang, nhưng mà cái tin tức nó dồn về làm cho lòng mình hoang mang anh chị. Anh chị luôn lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe nha anh chị và các bạn. Xin lỗi, đặc biệt các cô chú, anh chị và các bạn. Đây, bên đây sẽ chạy ngang qua nhà thương Chợ Quán, bệnh viện nhiệt đới nha anh chị. Một tiếng cuối của bệnh viện chữa bệnh những ca dương tính, và nay thì bị phong tỏ một phần. Hy vọng rằng nó sẽ qua mau, chứ mà bệnh viện đây là tuyến cuối, nguy hiểm quá. Đây hàng rào của bệnh viện nè anh chị. Chúng ta chạy từ từ ngang qua nhà thương đó bên phải. Rào chắn hết rồi, mấy bữa thì ở đây là đông lắm. Người buôn bán, taxi nọ rồi đi ngang đây là kẹt, muốn kẹt luôn đó. Bây giờ anh chị thấy tình hình là vậy.
hết mưa rồi anh chị. Ok, mặc áo mưa đòn. Ai nói khùng kệ, khùng lâu rồi. À, mình đi thẳng nha anh chị ha. À, nếu mà quẹo theo đường vòng của bến Hàm Tử, đại lộ Đông Tây thì có một cái chợ, chợ hàng đá quý, đá cẩm thạch rồi anh chị. Bên phải là một mình vẫn đẹp. Thì nghe cái chợ này thì có vài địa điểm phong tỏa, thì cái chợ thì không biết như thế nào đây. Bây giờ đi đổ xăng cũng ớn. Rồi rào luôn rồi, nguyên một cái dãy. Anh chị thấy chợ Hòa Bình đó. Tất cả tiểu thương trong lòng chợ đều nghĩ là anh chị, với những cái dây rào như thế này. Đóng hết rồi. Cập nhật cho anh chị tình hình là vậy. Vắng mẹ, ngày thường này ngay cái chợ thì nó đông lắm, giờ vắng mẹ. Thôi, không đi An Bình anh chị ha, chúng ta sẽ đi thẳng con đường Bùi Hữu Nghĩa. Trước mặt anh chị đó là đường Trần Hưng Đạo. Tới đây thì hết mưa rồi, xin đi mở áo mưa ra nha, trong một chút lúc giờ đèn xanh đèn đỏ. Sài Gòn là như thế anh chị. Trời có lúc nắng lúc mưa, hình như ông trời cũng hiểu được mà lòng con người đang buồn, đổ một cơn mưa một chút xíu thôi. Đi tiếp nha anh chị. Đối với con đường Bùi Hữu Nghĩa này quán ăn nhiều lắm anh chị. Chợ lớn quận 5 năm nay có vẻ bị hơi bị nặng. Phan Văn Trị. Và đây là cái cảnh mà rất là nhiều người đợi mua vịt quay, heo quay. Và năm nay thì ngày mai là Tết Đoan Ngọ rồi. Ngày thường Tết Đoan Ngọ vui lắm, vì năm nay thì cái không khí nó không được vui nữa. Đây nè, người ta buôn bán heo quay, đi coi người ta mua heo quay anh chị ha. Chuẩn bị Tết nè đó. Trời nó đông như thế này anh chị thấy không? Từng người từng người. Đây là những cái địa điểm buôn bán heo quay, vịt quay nhiều lắm. Trên con đường Phan Văn Trị và Bùi Hữu Nghĩa. Cái cảnh mua bán thịt dây heo quay nè, trời ơi quá đông luôn. Người người mua heo quay thì đa số là nhờ mấy cái anh shipper, anh giao hàng, anh mua, đặt hàng, giao hàng. Anh ơi, heo lắm, heo ơi.
chuyến Tết Đoan Ngọ. Thì thường thường ngày thì sáng mai, sáng sớm mai Sunny sẽ đi một vòng chợ Thiết để có gì gửi chị vài hình ảnh đó, heo quay, vịt quay. Trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Trãi nha anh chị. Rồi xin đi quẹo trái để đi ra con đường Nguyễn Hoàng. Và nay là Trần Phú. Sài Gòn kỳ này là đợt thứ tư bùng phát dịch, mà đợt này là một cái đợt mà phải nói là nặng nhất. Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của giãn cách xã hội 15 ngày từ ngày 31, bữa nay ngày 13 rồi, còn ngày mai nữa thôi. Rồi mình quẹo Nguyễn Hoàng, Trần Phú nha anh chị. Thì với tình hình này thì không biết như thế nào, nó cứ lây lan cộng đồng, bây giờ có nhiều cái ổ dịch phát sinh, không biết xác định nguồn lây từ đâu, 7 ổ dịch. Ở đây là những cái địa điểm chành xe, những cái địa điểm đón khách để đi miền Tây hoặc là đi Vũng Tàu, xe Thiên Phúc đi Vũng Tàu ở đây luôn anh chị, trên đường Nguyễn Hoàng, Trần Phú. Máy trái là về chợ An Đông. Bên phải là con đường An Dương Vương, ngày xưa là tên Thành Thái, đi ngang ra qua Đại học Sư Phạm và trường Bắc Ái để ra con đường Nguyễn Văn Cừ, Cộng Hòa. Đối với con đường An Dương Vương Thành Thái, ngày hôm nay thì chuyên những cái salon độ xe anh chị, xe hơi đó. Còn đối với con đường Nguyễn Hoàng này, Trần Phú này, nó rất là nhiều sắc màu, nhà nhà đều bán tranh, tranh điện, sơn dầu, tranh cát, vân vân. Thời buổi này mà ai mà có mua tranh mà ngắm tranh, không có thời gian hay là tinh thần đâu để mà mua ngắm tranh. Đây là con đường Trần Nhân Tôn, nhà máy thuốc lá. Qua ngay chỗ cái góc này sao rồi, gần ở đây nè, để anh chị thấy nè, ở đây nữa, ngay chỗ cái góc Trần Nhân Tôn, nhà máy bên đây nè đó. Cái góc bên kia nó rào lại rồi. Trần Nhân Tôn này Sunny có nhiều kỷ niệm lắm. Nhà máy thuốc lá, bây giờ thì nhà máy thuốc lá dời đi rồi anh chị, trở thành một mảnh đất vàng. Con đường Trần Nhân Tôn này Sunny có kỷ niệm, nếu mà anh chị xem kênh của Sunny lâu đó thì Sunny có chia sẻ hoài tại kỷ niệm luôn luôn, lúc nào mình cũng phải nhắc
đó là trường phát thanh truyền hình, trường cao đẳng phát thanh truyền hình. Sinh y tốt nghiệp trường đó ra đó anh chị, lâu rồi, năm 1994 là tốt nghiệp. Buồn anh chị ha, năm nay mấy cái nước châu Á sao nó bùng phát quá chịu không nổi. Trước mặt anh chị đó là con đường Vê Túc Ký Lê Hồng Phong, ngày xưa là bến xe ở đây nè. Năm 83 thì bắt đầu bến xe được giải tán và dời về bến xe miền Đông, ngay chỗ cầu Bình Triệu đó anh chị. Và xa xa anh chị thấy cái nhà Pháp nó trái không, ngay góc ngã tư đó là cái cư xá Hỏa Xa anh chị. Nhưng một số nhà xe vẫn còn lưu luyến nơi con đường Vê Túc Ký Lê Hồng Phong này, vẫn có những cái chành xe, những cái chạm xe. Đây cư xá Hỏa Xa gọi anh chị nha. Bên trong thì vẫn còn một cái khu sống trong đó thì nó cũng nhẹ nhàng anh chị. Chứ khi mà đi vào trong đó nó có một cái nét xưa. Nghe bà con mấy bữa uống nước ở đây nè, cách đây khoảng tháng rồi, nghe cô bán nước nói rằng chia sẻ giải tỏa đền bù chứ, nhưng mà người ta dân ở đó người ta chưa chịu cái giá nên chứ vẫn ở. Con đường Nguyễn Hoàng này là một con đường mà ngày xưa Sinh Y đạp xe đi học anh chị. Cái thời gian mà lúc mà năm 91 mà lên Sài Gòn đi học đó, thời gian đó còn khó khăn. Cái thời gian đó mà nói chứ nhà nào mà có Việt Kiều, nói từ chung là Việt Kiều nha anh chị ha. Chứ xin lỗi đừng bắt bẻ Sinh Y. Nếu đúng là người Mỹ gốc Việt hoặc là người Úc gốc Việt, người Việt định cư ở nước ngoài đó, thường thường người ta gọi là Việt Kiều là sướng lắm, thích lắm. Trời là bắt đầu chuyển mưa rồi anh chị thấy không, trời bắt đầu những cái giọt hạt mưa rơi tí tách. Ngày xưa Sinh Y cứ đạp từ từ giống như thế này nè, bữa nay thì là chở anh chị đi chơi trên con đường xưa, vẫn hàng cây đó, vẫn góc phố đó. Những công trình kiến trúc thì nó thay đổi nhưng hàng cây thì nó gợi chúng ta nhiều kỷ niệm. Đạp xe đạp về, giờ đi học đó, mưa rồi.
vẫn có những người lầm lũi chở mấy cái thùng mút thu mua ve chai. Đây còn đường Phạm Viết Chánh thì bán đồ rừng nhiều lắm anh chị. Nay mệt rồi đó. Qua mưa rồi, mưa. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ tên em, có khi nắng chưa lên một đồi hoa chờ tiên. Chiều một mình qua phố, một bài hát mà Sunny rất thích với giọng hát Tấn Ngọc. Đây là con đường Hồng Thập Tự. Xa mưa to. Rồi tới đây thì Sunny cũng rất là cảm ơn anh chị. 21 phút ngắn ngủi thôi để chờ anh chị đi vòng vòng với không khí bao trùm, và hy vọng rằng dịch cái Covid này nó sẽ qua mau, người dân trở lại bình thường. Chứ mà tình hình như thế này thì cũng rất là hồi hộp. Nhà thương Từ Vũ rất là hồi hộp anh chị. Đi đâu thì người dân cũng lo lắng, kể cả đổ xăng, đi chợ, mua sắm hay cái gì đó. Nên muốn cho cái dịch này qua mau và từ từ có vaccine. Thì lúc đó thì nó sẽ đỡ hơn. Chạy thêm một đoạn nữa để tới chợ Thái Bình. Một cái điểm cũng là rất là nóng anh chị. Vì chợ Thái Bình nó thì nó gần ngay chỗ mà cái địa điểm trên đường Trần Hưng Đạo, hẻm một cái hẻm anh chị, ngay chỗ nhà hát Hưng Đạo đó, bị những cái ca lây nhiễm. Bên Mã Lạng cũng có, thì đây là một cái điểm nóng nè. Nhiều lúc đi ngang chợ Thái Bình thì cũng rất là ngại đi vào để quay gọi anh chị. Anh chị thông cảm trong cái thời gian này thì chỉ đi đường phố thôi anh chị ha. Hạt mưa rơi rất là nặng rồi, cố gắng. Mới nãy mới mở mưa ra, giờ cố gắng chạy đến Nguyễn Thái Bình, tới góc nào đó đứng lại để quay cập nhật gọi anh chị. Chịu khó chút xíu, làm cái gì phải cho cố gắng trọn vẹn, thì nó sẽ mới hanh thông. Và Sunny rất vui thực hiện cái clip này, và không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui hạnh phúc nha. Quá mưa, chợ Thái Bình ú cái vụ gì đây đó, những như thế này nè. Đây là một cái địa điểm răng hàm mặt, với cái phòng tỏa như thế này, bây giờ đi đâu nó cũng giống như thế này anh chị, riết còn loãng luôn. Nhiều lúc đổ xăng thì không biết đổ đâu luôn, đổ đại thôi, còn đứng xa ra, đeo khẩu trang vào hai lớp, đổ xăng xong rồi vệ sinh tay, về vệ sinh lần nữa, rồi tắm rửa sạch sẽ, bỏ khẩu trang. Mấy hôm nay thì khẩu trang thì nhiều anh chị, Sài Gòn buôn bán thì giá rẻ nhiều lắm, không có khan hiếm giống như đợt đầu. Rồi đi một vòng chợ Thái Bình nha anh chị. Địa điểm nóng nè, đây là địa điểm nóng đó, đi khám răng đó, đấy là cái phòng khám răng mà coi như là chốt luôn. Đường Cống Quỳnh nha anh chị, mưa rơi tí tách.
Chợ Thái Bình với không khí vắng lặng, Tết Đoan Ngọ năm nay thì ngày mai là bắt đầu ta cúng kiến. Ngày xưa xin đi nhớ mà nhỏ, trời ơi ngày này vui lắm. Những năm vừa qua đó thì thường đi mua bánh ú lá tre về cho vợ, trái cây rồi về cúng kiến, rồi tranh thủ về Vũng Tàu thăm gia đình. Nhưng mà bây giờ thì tình hình này thì anh chị cũng biết nó quá nguy hiểm. Bây giờ mà Sunny muốn về Vũng Tàu cũng đâu được đâu. Con đường Bùi Viện này Sunny quay hoài à. Thôi cứ gửi anh chị một đoạn nha. Tới đề thám thì Sunny sẽ ngưng. Những anh chị mà ở Sài Gòn quen thuộc với những con đường này thì có thể bỏ qua video clip này. Chứ mà mình thấy hàng ngày cứ đi trên đường mình thấy cái thằng cu này sao nó quay những cái cảnh này hoài. Thì thông cảm cho Sunny. Mấy hôm nay thì muốn quay nhiều cái đẹp lắm, vào Bình Quế rồi thưởng thức ăn sáng, rồi bay lai cam trong khu du lịch. Những tụ điểm nào đó vui chơi mà bây giờ thì đâu có đâu, muốn quay chỗ đó thì không được, đâu có phục vụ, nên cứ đường phố hàng ngày như thế này. Anh chị ở Sài Gòn thì hết sức thông cảm, hoặc là đã quen Sài Gòn thông cảm cho Tinh Y. Trời mưa Sài Gòn mưa buồn. Rồi tới đây thì xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn một phần nào đó nói lên cái không khí đường phố ở Sài Gòn một ngày cuối tuần, ngày 13 tháng 6 2021 gửi anh chị. Và anh chị luôn lúc nào cũng vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin đi xin stop cái clip này ở đây. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Xin Đi Đồng. Bye bye. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện thôi, chứ không biết gì hơn anh chị. Cầu nguyện để cho dịch nó qua mau ở Việt Nam nó riêng và ở toàn cầu, những nơi mà anh chị sinh sống, để cho nó qua đại dịch này nó qua mau, rồi anh chị về Sài Gòn để thăm thú Sài Gòn, đi du lịch đây đó nữa, kể cả Sinh Y. Rồi bye bye, hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sinh Y Đòn. Hẹn gặp lại, bye bye.